Mỹ điều tàu chiến áp sát đá chữ thập, bước đi mạnh mẽ. Thưa quý vị thính giả, ngày 10 tháng 5, truyền thông Anh dẫn lời ông Bill Urban, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, tàu khu trục USS William Lawrence của nước này vừa di chuyển trong vùng 12 hải lý quanh khu vực đá chữ thập mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam. Đây là lần thứ ba Mỹ cho tàu khu trục đi qua khu vực này nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, đồng thời thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông đánh giá về động thái mới của Mỹ, tiến sĩ Trần Việt Thái, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Ngoại giao cho rằng, phản ứng của Mỹ với Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với những diễn biến quốc tế hiện nay và cũng như những tuyên bố của nước này về Biển Đông. Thứ nhất, Mỹ đã tuyên bố công khai là họ sẽ thực hiện chiến dịch cân bằng quân sự trên Biển Đông. Việc điều tàu lần này của Mỹ muốn chứng tỏ với quốc tế rằng họ triển khai như thông lệ và đây là lần thứ ba Hoa Kỳ tiến hành đưa các tàu khu trục ra vị trí này. Thứ hai, Thời gian gần đây, Trung Quốc có những hành động cứng lên, có tính gian đe, buộc Mỹ phải có hành động để đáp trả như chuyện tập trận ở Biển Đông của Trung Quốc. Những chuyện như vậy đang tạo ra nguy cơ rất lớn trong khu vực, gia tăng cạnh tranh, gia tăng căng thẳng và có thể dẫn đến những cuộc chạy đua không có lợi. Thứ ba là việc tòa án chuẩn bị ra phán quyết, dự kiến là tháng 6, nhưng hiện tại có thể lùi lại một tháng hoặc hai tháng, vì vừa rồi Đài Loan Trung Quốc đưa lý do đưa thêm chứng cứ ở đảo Ba Bình cũng là một trong những nguyên nhân thúc đẩy Mỹ hành động mạnh mẽ hơn nữa phán quyết lùi lại nhưng mà trong thời điểm trước phán quyết như hiện nay, trật tự trên Biển Đông đang xuất hiện hai xu thế. Xu thế thứ nhất là Trung Quốc tìm cách đi vận động một số nước ủng hộ cho lập trường của họ. Trong khi đó, Mỹ một mặt tuần tra thể hiện chính sách của mình là nhất quán, mặt khác cũng đi vận động các nước tôn trọng pháp luật. Nhiều nước ASEAN cũng như Nhật Bản đã lên tiếng ủng hộ Mỹ. Trong bối cảnh như vậy, Mỹ muốn khẳng định việc làm của mình là đúng đắn để làm cân bằng với những hành động vừa qua của Trung Quốc đồng thời đảm bảo xu hướng vừa qua của họ, những thông điệp được triển khai rộng rãi tại khu vực. Tiến sĩ Thái phân tích như vậy. Vị chuyên gia cho rằng, sau lần thứ ba đưa tàu khu trục ra khu vực Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trái phép và trước việc phiên tòa tại La Hay, Hà Lan bị lùi lại, hành động của Mỹ đối với vấn đề Biển Đông sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và chắc chắn điều này sẽ khiến Trung Quốc gặp khó khăn khi đối phó cũng như gia tăng các hành vi gây hấn. Thứ nhất, Mỹ đang tìm cách duy trì và đặc biệt là thượng tôn pháp luật tuân thủ theo Công ước Luật Biển năm 1982. Điều đặc biệt là Mỹ chưa thông qua và chưa ký Công ước này, nhưng họ lại tôn trọng Công ước Luật Biển. Trong khi đó, Trung Quốc là một thành viên đã ký kết, nhưng lại tìm cách bỏ qua Luật Biển. Thứ hai là Mỹ tiếp tục hỗ trợ các nước trong khu vực để nâng cao năng lực nhận thức trên biển, năng lực về bảo vệ chủ quyền biển đảo, năng lực thực thi pháp luật trên biển và năng lực xử lý các hành vi vi phạm, chẳng hạn như đánh bắt cá trái phép. Thứ ba là thông qua các cơ chế đa phương, Mỹ tiếp tục vận động các nước nếu những vấn đề công khai ở trong các diễn đàn đa phương để tố cáo hành vi của Trung Quốc. Tiến sĩ Thái nêu quan điểm như vậy. Nhìn nhận ở góc độ khác, vị chuyên gia đánh giá, việc nội bộ nước Mỹ đang tồn tại những mâu thuẫn về Biển Đông với hai sự phân hóa rõ rệt cũng sẽ là cản trở đối với những bước đi mạnh mẽ tiếp theo của nước này với Trung Quốc. Tiến sĩ Thái nhận định, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, đặc biệt là Đô đốc Harry Harris, phản ngôn rất cứng rắn. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng vậy, Tuy nhiên, ở Nhà Trắng, ở chính phủ thì mức độ thấp hơn và họ phải cân nhắc nhiều yếu tố, kể cả chính trị. Tới đây, phản ứng của Mỹ cứng hay mềm còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Quan trọng nhất, ai sẽ là Tổng thống tiếp theo, định vị của họ như thế nào về Biển Đông. Điều này sẽ tác động nhiều đến trật tự trên các khu vực tranh chấp. Về phía Philippines, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Học viện Ngoại giao thừa nhận việc lùi thời gian phán quyết lại khoảng 1 đến 2 tháng cũng tạo ra thách thức đối với Philippines cũng như các nước đang đấu tranh mạnh mẽ với Trung Quốc về Biển Đông. Nếu phiên tòa bị lùi đến tháng 7 thì sẽ hơi trái luật. Tổng thống Philippines Aquino hiện nay muốn phán quyết của tòa án diễn ra trước khi ông ấy rời nhiệm sở. Nếu tiếp tục kéo dài, có thể là bầu cử tổng thống tại Philippines sắp xong sẽ ảnh hưởng. Bởi tổng thống khác lên thay thế chưa chắc đã có những chính sách cứng rắn như trước nữa. Nếu họ lại tác động vào tòa án theo hướng có lợi cho Trung Quốc trước khi ra phán quyết sẽ rất phức tạp. Tiến sĩ Thái lo lắng bày tỏ như vậy. Tuy nhiên theo vị chuyên gia, nhiều khả năng Manila sẽ giành chiến thắng 7 trên 15 điểm và điều này sẽ tác động lớn đến các cơ sở pháp lý, các tuyên bố chủ quyền của các nước liên quan. Tiến sĩ Thái chỉ rõ, nhiều khả năng Trung Quốc sẽ phớt lờ không tuân theo, tuy nhiên dù Philippines thắng ít hay thắng nhiều thì cũng đem lại hai thứ rất thuận lợi thứ nhất sẽ có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt giúp giải thích luật biển để không một quốc gia nào đặc biệt là trung quốc diễn giải theo cách riêng của mình nó thống nhất về nền tảng pháp lý để sau này có tranh chấp kiện tụng gì về biển đông sẽ là cơ sở rất quan trọng thứ hai là nó sẽ biến đường chín đoạn và những tuyên bố vô căn cứ của trung quốc trở thành bất hợp pháp ngoài ra nó sẽ tác động vào uy tín và hình ảnh một cường quốc như trung quốc Trung Quốc điều chiến đấu cơ xuất kích khi tàu Mỹ áp sát đá chữ thập. Chiến đấu cơ của Trung Quốc đã xuất kích khi tàu chiến Mỹ tiến vào khu vực 12 hải lý quanh đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng. Phía Trung Quốc cũng gọi cuộc tuần tra đảm bảo tự do hàng hải của tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS William Lawrence là mối đe dọa phi pháp với hòa bình và chỉ làm cho sự hiện diện của các thiết bị phòng vệ trong khu vực này trở nên cần thiết. Reuters đưa tin như vậy. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hai máy bay chiến đấu và ba chiến hạm đã được lệnh theo sát tàu chiến Mỹ. Bắc Kinh cho rằng Mỹ đã di chuyển trái phép qua vùng biển của Trung Quốc. Lục Khẳng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngang ngược nói, việc tuần tra của Mỹ một lần nữa chứng minh các hoạt động xây dựng cơ sở phòng thủ trên các đá và rạn san hô ở Nam Sa, cách mà Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Bắc Kinh đang tiến hành là hoàn toàn hợp lý và cần thiết. Ông này còn ngang nhiên gọi việc tàu Mỹ áp sát đá chữ thập đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc đe dọa binh sĩ và công nhân trên đoạn san hô và ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định trong khu vực. Đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là nơi mà Trung Quốc đẩy mạnh các hoạt động bồi lấp, xây dựng và quân sự hóa. Đường băng dài 3.000m trên thực thể này cho phép tất cả các chiến đấu cơ của Trung Quốc, bao gồm máy bay ném bom chiến lược, cất và hạ cánh. Trước đó, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS William Lawrence của Mỹ đi vào vùng 12 hải lý quanh đá chữ thập mà Trung Quốc đang bồi lấp phi pháp Hoạt động của tàu USS William Lawrence ngày 10 tháng 5 là lần thứ ba Mỹ đi qua khu vực này trong vòng một năm trở lại đây, nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, đồng thời thách thức tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Cuộc tuần tra diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp công du tới Việt Nam. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã phản bác câu hỏi cho rằng thông qua cuộc tuần tra, Mỹ muốn phát đi thông điệp nào đó. Ông Kerry nói với các phóng viên tại London, nước Anh rằng đây không phải là một chiến lược được tính toán trước. Tuần tra đảm bảo tự do hàng hải là hoạt động thường xuyên của Hải quân Mỹ. Đề cập tới cuộc tuần tra đảm bảo tự do hàng hải của Mỹ, Ian Story, chuyên gia về Biển Đông tại Viện ISIS Yusuf Isaac của Singapore cho rằng, đá chữ thập là khu vực nhạy cảm vì nó được coi là trung tâm của các hoạt động quân sự tương lai của Trung Quốc. Hàng loạt cơ sở hạ tầng, bao gồm đường băng dài 3.000m, đã được xây dựng trên thực thể này. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Việt Nam, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russell cho biết các hoạt động đảm bảo tự do hàng hải của Mỹ có ý nghĩa quan trọng với các nước nhỏ. Ông Russell nói, nếu hải quân hùng mạnh nhất thế giới không thể đi lại tự do ở những vùng biển mà thế giới cho phép, thì các nước nhỏ hơn liệu có thể thực hiện được điều đó không? Đá chữ thập là một rạn san hô thuộc cụm Nam Yết của quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trung Quốc chiếm đóng phi pháp trên đá này từ năm 1988, Đến năm 2014, Trung Quốc bắt đầu đợt cải tạo quy mô trái phép đá này thành đảo nhân tạo lớn nhất trường Sa. Đường băng trên đá chữ thập dài hơn 3.000 mét có khả năng đảm bảo hoạt động của mọi loại máy bay, bao gồm phi cơ ném bom chiến lược tầm xa của Trung Quốc. Trung Quốc giận dữ khi Mỹ điều tàu chiến tiến sát đá chữ thập. Quý vị thân giả thân mến, phát biểu trong cuộc họp báo thường lệ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khẳng nói rằng tàu của Mỹ đã đi vào vùng biển mà không có sự cho phép của Trung Quốc và động thái này đe dọa hòa bình và ổn định. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Bill Urban, tàu của Hải quân Mỹ USS William B. Lawrence thực hiện hoạt động tự do hàng hải. Tàu khu trục có trang bị tên lửa dẫn đường này đã đi vào khu vực 12 hải lý của đá chữ thập, bị Trung Quốc chiếm đóng và xây dựng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là cuộc tuần tra lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm qua mà Mỹ tiến hành tại Biển Đông trong nỗ lực thách thức tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc đối với các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Việc lựa chọn đá chữ thập trong chuyến tuần tra lần này của chiến hạm USS William P. Lawrence được cho là một phần trong thông điệp phản ứng trực tiếp Mỹ muốn gửi tới Trung Quốc. Ông Ian Storey, chuyên gia Biển Đông của Viện ISIS, USAF, Singapore cho biết, đá chữ thập nhạy cảm bởi nó được cho là nơi Trung Quốc sẽ dùng làm trung tâm tương lai cho các chiến dịch quân sự của nước này ở Biển Đông. Ông Ian Storey nhận định thêm, thời gian diễn ra của tuần tra cũng rất thú vị, nó cho thấy sự quyết tâm của Mỹ trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam vào cuối tháng này.